Ryan Kazi, 8 tuổi, ở Texas, người sở hữu kênh YouTube riêng với nội dung đập hộp đồ chơi đã trở thành YouTuber có thu nhập cao nhất thế giới với 26 triệu đô một năm, khoảng 602 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Ryan Kazi trở thành người đứng đầu danh sách những người kiếm được nhiều tiền nhất từ YouTube. Ryan Kazi là chủ nhân của kênh YouTube Ryan Wood với 22,9 triệu người đăng ký. Kênh này bắt đầu hoạt động từ năm 2015 và do cha mẹ cậu quản lý và vận hành. Mẹ của Ryan Kazi cho biết, khi còn nhỏ, thằng bé đã xem rất nhiều kênh giới thiệu đồ chơi. Một hôm, Ryan Kazi hỏi tại sao mình không có ở trên YouTube như những đứa trẻ khác. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở một kênh để lưu lại khoảnh khắc Ryan Kazi chơi đồ chơi. Tôi nhớ món đồ chơi đầu tiên của thằng bé là một bộ Lego. Thu nhập của kênh này lên tới 22 triệu đô trong năm 2018 và đã tăng trưởng vượt bậc lên 26 triệu đô, tương đương 602 tỷ đồng trong năm 2019, trở thành kênh có thu nhập cao nhất theo Forbes. Như vậy, trung bình mỗi ngày, cậu bé kiếm được khoảng 1,65 tỷ đồng từ các hoạt động của mình. Nhận thấy tiềm năng từ hoạt động này, mẹ của Ryan đã quyết định bỏ ngang công việc giáo viên để tập trung giúp con phát triển kênh. Ryan Wood bắt đầu khai thác thêm những nội dung mới bên cạnh việc đọc hộp, nhận xét và hướng dẫn cách chơi đồ chơi mới. Mỗi video trên kênh này có lượng người xem trung bình đạt 50 triệu. Tuy nhiên cũng có những video đột biến, thu hút hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ view trên YouTube. Điển hình như vào tháng 7 năm 2015, một video của Ryan đã được đăng tải với nội dung đánh giá về một hộp hơn 100 đồ chơi từ loạt phim Car của Disney. Video đã nhanh chóng lan truyền, nhận được gần 935 triệu lượt xem. Theo dữ liệu thống kê, kể từ khi thành lập, kênh này đã tích lũy gần 35 tỷ lượt xem. Thậm chí vào tháng 8 năm 2018, Ryan đã hợp tác với nhà bán lẻ Walmart của Mỹ để sản xuất dòng đồ chơi cho riêng mình có tên Ryan Wood. Vì con trai còn quá nhỏ, bố mẹ Ryan Kazi cho biết toàn bộ số tiền cậu bé kiếm được sẽ tích lũy vào một quỹ riêng dành cho việc học đại học của cậu bé sau này. Bye.